Những anh em nào mà đi đánh chim đêm á, thường thường thì buổi tối thì thường thường chim đêm thì nó bay rất là nhiều nha anh em. Nhưng anh em tập trung vô đánh một loại á, thì nhiều khi những cái loại kia nó bay ngang thì anh em lại đánh nó không có nghe tiếng nên đâm ra nó không có đâm vô lưới. Thì bên Thuận là Thuận chuyên gia làm mấy cái file chim đêm giống như là chích ré, gà đồng hay còn gọi là cúm núm anh em. Rồi một số loại như tu hú, rồi xâm dung, chằn nghịch, mỏ nhác, ốc cao và tùm lum tùm la hết. Thì anh em lấy thì Thuận sẽ hướng dẫn cho anh em những cái cách đánh như thế nào để đạt được hiệu quả. Thì ví dụ như anh em đánh chim đêm, ví dụ anh em đánh chim quốc ngực trắng đi, hay còn gọi là quốc ta đó, quốc quốc đó anh em mở tiếng lên thì chỉ có con quốc nó kêu thôi. Rồi đôi lúc với gà đồng nó đi ngang thì nó không có lủi vô lưới nha anh em, nên Thuận sẽ ghép tiếng của gà đồng vô, rồi có thể ghép được tiếng le le, rồi có thể đánh ghép được tiếng chích cột, cảm giác nó kêu là rời rạc nha anh em. Anh em cứ liên hệ số điện thoại của Thuận để Thuận tư vấn cũng như hướng dẫn cho anh em cách làm như thế nào để mình đánh mình vừa chơi giải trí mà làm kinh tế nó đạt được nhiều hiệu quả. Cảm ơn anh em rất nhiều. Theo sự yêu cầu của một số anh em ở dưới miền Tây thì đi đánh con chích ré ban đêm thì hay xuất hiện, ví dụ như là chim quất 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 á anh em, hay còn gọi là quất bụi hoặc quất ngực trắng với lại gà đồng. Thì anh em dùng cái file này đánh kết hợp, anh em mở lên một lần nó kêu chung vô hết thì đánh một đêm nó thu hoạch được nhiều loại hơn anh em, chứ không có riêng mở một tiếng chích rồi lát nữa mở tiếng quất gà đồng thì nó mất thời gian. Nhiều khi những con khác nó bay ngang nó về nhưng không vô thì đánh như vậy nó hiệu quả hơn. Anh em nào cần ghép con gì hay là tư vấn gì thì anh em cứ liên hệ với Thuận để Thuận chỉnh sửa cách ghép cho anh em như ý, đánh hài lòng hơn. Cảm ơn anh em rất nhiều. Thank you.